Hi, xin chào mọi người. Hiện tại là Bằng đang có mặt ở Viện Bảo tàng Quốc gia và những cái công nghệ về sinh học của Hải quân Đài Loan mọi người. Phía sau lưng Bằng này. Đó. Và chị Bằng nói thì chỗ này là cần phải đặt vé trước thì mình mới vô được. Chị của Bằng đặt vé cách đây mấy tháng rồi đó. Cái này rất là đông mọi người. Và nếu mà nói về cái độ quy mô lớn của nó đó là có thể ngang ngửa với SeaWorld ở San Diego của mình luôn. Nhưng mà trong đây là nó ngoài cái giống như kiểu của SeaWorld thì nó còn có những cái vũ khí sinh học của Hải quân của Đài Loan đó mọi người. Ở đây họ có cái bảng hướng dẫn để mình tham quan bằng nhiều thứ tiếng mọi người. Có tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng phổ thông, tiếng Anh. Yeah. Bằng lấy cái tiếng Anh coi cho mọi người coi. Cái này giống rồi con. Cái này là bảng hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình cách để mình lái xe xuống từ ở trên phía bắc của Đài Loan mọi người. Và họ cho mình biết là có những cái phương tiện nào có thể đến đây được luôn. Oh. Muốn vô đây á, mặc quần áo trang phục cũng phải đúng theo quy định á. Thấy nó ghi nè. Nè, mặc quần áo phải đúng nè. Không có mặc slipper là gì nó không biết. Slipper là đôi dép á. Mang dép, dép mà dép để nó sợ nó trượt nước trượt té. Rồi không mang thú vật vô nè. Cái này không mặc đồ cái gì không biết, anh không hiểu cái chữ này nè, proper, proper là cái gì không biết. Không có sử dụng nó biểu mang proper when and team. Mình quay phim được nhưng mà mình không được sử dụng đèn láp. Không mang thức ăn, không làm ồn. Và không cho cá ăn. Ok. Rồi vô thôi, đi ra. Ờ, đây gì đây? Em biết đây gì không? Nó không cho đàn chó vô. Đang ai ai? Chết màu, chị nó sủa nó chích con rồi đó. Em mới đang tưởng ở đây có để chó cho mình coi. Nó ghi nó không có cho đàn chó vô đây. Nên là ai đem chó tới đây là phải bỏ đi hết. Tội nghiệp nó rung kìa, tội nghiệp không? Kìa, đó. Vô kìa, chủ vô nhận chó về kìa. Này là giống như bạc kinh chó. Trời luôn. Wow. Cá voi thế này. Marine animal. Này là thú của hải quân là sao? Hải quân nó huấn luyện cái con này. Trời ơi, nó còn nhỏ nó uống sữa hả trời? Nó là động vật có vú mà em, nó uống sữa mẹ. Nó đâu có uống sữa mẹ đâu. Uống sữa như là nó là động vật có vú, cá voi là động vật có vú mà. Mà đâu có nói gì liên quan đến marine. Nè sao đây ghi là mà có marine đây là sao không hiểu? Giờ là Bằng sẽ đưa mọi người đi xuống cái underwater tunnel, đây là cái thủy cung của mọi người. Có rất là nhiều loại cá đây, họ bỏ sẵn trong hồ này nè. Và chút xíu nữa có một cái giống như một cái ống vậy đó, một cái đường ống nó đi cho mình đi xuyên xuống dưới biển. Đây. Cái này nó cũng giống như ở San Diego
siêu quơ của mình nhé. Đây bắt đầu mình sẽ đi xuống cái ống nè. Đúng rồi. Rồi nó trên cái bồn đi ống nước vậy đó. Ủa anh Chu dắt cái rây sao? Đông người quá, hệ thống lọc không nhé hả? Đông người quá, đây nè. Đông hơn ở siêu quân nhiều. Ở siêu quân mình nó cũng đông nhưng mà nó không có đông được cái gì. Đúng không? Đi dòng lá biển là nó đông quá. Đi như bãi biển ha. Trời mẹ bà nổi rồi, mặc cái áo trắng phát quang. Cái áo trắng, mẹ áo trắng dạ quang. Đây. Rồi xuống tầng hầm rồi. Cá hai ba luôn. Đây là bắt đầu đi xuống dưới nước luôn rồi. Xuống đá biển luôn hả? Xuống biển, xuống đáy dưới nước hả? Không biết họ có ghi tiếng Anh để mình đọc không? Có mà, nó có sẵn tự hả? Đây là đi tìm kiếm những nhà tìm kiếm máy móc của hải quân đó mọi người. Đây là hải quân của Đài Loan, họ đi xuống dưới đây. Họ đi tìm kiếm những cái giống như sinh vật ở dưới biển á. Có máy móc luôn. Cái này là của hải quân Đài Loan làm em. Hải quân Đài Loan làm á. Mấy máy móc này nè. San hô. Ờ, nó có cái máy thì mình phải nhìn kỹ hơn. Đúng rồi, cho mình coi kỹ hơn luôn. Chi tiết luôn. Cái này hay ha. Ở bên mình cũng có cái này. Đây nó ghi nè, để trở thành một nhà tìm kiếm nè. Tức là ở đây họ cho trẻ em dùng cái máy này giống như cái camera cận cảnh rồi để coi sát với cái san hô luôn. Đó. Để biết cái san hô đó có cái gì luôn. Hay ha. Công nhận hay thiệt. Đồ của những cái nhà tìm kiếm á. Đây cái này mới xuống biển nè. Cái này là bắt đầu đi xuống xuyên xuống biển rồi. Ở đây thì ủa trang cuốn hả? Đây mọi người. Đây bằng đã xuống dưới cái xuống dưới đáy biển rồi. Không, cái kính này là nó ốc. Cái kính này là ốc ra. Nó kính lõm mà, nó ốc ra. Anh có vẻ anh thấy đây nhìn nó sáng hơn ở Siwo nè. Ở Siwo nó làm mình tối quá mình không coi được. Ồ, cá nó bự quá ha. Dạ. Bằng đang ở dưới dưới đáy biển rồi. Bằng cũng không hiểu họ đang nói gì nữa nhưng mà chị bằng nói này là đang ở dưới đáy biển. Phía trên mình nè, đây con cá mập nè, cá mập nè. Cá mập đó. Ồ. Rồi vô đây tối tui luôn rồi. Rồi. Ở đây thì đang ở dưới biển nên là nó hơi tối. Bây giờ tiếp tục đi xuống biển nữa. Bờ trên này đẹp ha. Cho mình coi. Có con cá màu trắng kìa, cá gì đó. Quá vậy cá. Nó có ghi tên cho mình biết á. Có ghi tên nè. Đấy. Đây là san hô. Có cái con nào nó lọc. Nó ăn cát đó, nó phân ra. Hả?
Wow, làm nhìn đẹp quá ha. Đẹp hơn siêu mình nhiều. Cái design của nó đẹp. Cái siêu mình nó đâu có được vậy đâu. Đúng không? Nó sáng hả? Mình phải nói công tâm một điều là cái này nó làm nhìn ấn tượng hơn siêu quơ. Cái siêu quơ nó làm chút xíu mà. Thì không đã. Không có đã. Sandy bottom nè. Mấy cá nằm ở dưới cát, mình sát, mình bơi sát cái đó luôn. Nó nằm ở dưới cát luôn. Ừ, đi sát. Cái là những con cá này sống ở đáy. Ừ, sống ở đáy. Này giống cá mua ở chợ ở Thượng Phát quá vậy? Cá đỏ. Mấy cá này nhìn giống cá chim vàng quá. Con đang gọi cho ai? Không phải điện thoại này, con nghe thôi. Bạn cá voi nói chuyện với con hả? Hello. Nghe không? Nghe gì không? Con nghe rồi. Tiếng cá. Tiếng cá hả? Có không? Dạ. Có không? Có. Tiếng gì vậy? Tiếng cá. Tiếng luôn hả? Tiếng cá kêu ít 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 ít. Ủa vậy hả? Ừ. Nghe không? Bấm lại tiếng nước bấm không? Ơn. Ơn. Ủa sao giống hồ cá nhà chứ con? Cá nhà ba nuôi vậy? Ủa giống cá tôi nuôi bạn đó hả? Không, không có giống cá nhưng mà ý là nó hồi. Ủa hồi cũng làm vậy hả? Ta đá vậy đó hả? Con ếch không? Đâu ếch đâu, ếch nằm đâu ta? Con này con gì? Con này con gì? Con rùa. Con rùa đúng rồi. Con hổ sơ đó. Nó kìa, nó kìa. Ếch, rùa kìa. Có con tôm màu vàng. Tôm màu vàng kìa. Ồ, tôm màu vàng kìa. Ốp đâu ha? Tôm nằm kia kìa. Rùa kìa. Nè con ếch nè. Con ếch nè, con ếch nè. Ủa phải không? Phải cùng con ếch hơn cục đá vậy? Dạ. Phải cùng ếch. Giống ếch dữ vậy trời. Giống ếch mà.
Con thấy gì vậy? Con rùa. Con chằn heo. Chằn heo hả? Nằm đâu hết rồi, dắn chui mấy bụi lùm hết rồi. Đây là cái sự tiến hóa của cá voi mọi người. Hồi lúc đầu nó là cái con vật nhìn giống như là con giống như con hu nai vậy ha. Nhưng mà nó là chân móng rõ ràng nè, móng ngựa nè, hộp hậu nhào ngựa nè, móng guốc á. Hả? Nhưng mà xuống đây vẫn còn móng nè, nhưng mà từ từ giống cái bay ha. Sau đó nó tiến hóa, tiến hóa từ từ nó xuống đây, nó đầu cái chân nó mất cái móng rồi, nó thành cái vây nè, thành cái chân chèo nè. Xuống đây là mất cái chân luôn rồi. Đây nó là động vật có vú mà. Nó giống như mấy con thú trên bờ thôi, đâu có khác gì đâu. Hồi xưa nó dày, xong cái xuống nó từ từ cái xuống nước thành con vậy. Thành cá voi. Thành cá voi. Nó tiến hóa hay, nó tiến hóa để thích nghi á. Ừ, hồi đó nó bằng con này nè, cái đổ xuống nó dễ thành cá voi. Rồi nãy bên kia nó cho coi tiến hóa con mực á. Nè. Giống như con chó vậy mọi người. Chó là móng vuốt. Nè nhìn nó ngoài nè như con chó. Ha. Bắt đầu nó tiến quá từ từ xuống nó bơi nè, còn nhìn như người vậy trời. Ghê quá. Bơi nó mọc dây ra dở thành vậy luôn. Nè giờ gì đây? Đó nè, đây là 20 triệu năm. Nó tiến quá được 20 triệu năm rồi em. Nó tiến quá được 20 triệu năm rồi kìa. 24 triệu năm. 4 triệu năm là nó mất từ từ. Nó đóng băng luôn à. Anh cho nó ăn hay sao vậy? Kệ kệ nó lại tới con kìa. Con nó lại kìa. Ủa con dịch, ủa con dịch, con nhìn giống dịch chứ. Hello đi con, hi. Không có lại thân này. Không đẹp quá không? Không mẹ đó. Ủa sao con mắt nó nhìn đen đen như mắt vẽ gì luôn á. Ôi, tôi thông minh không xảy ra đến xảy ra. Cái xong mình không hỏi thân đó. Mắt nó bay lại, bay lại. Mắt nó giống màu trắng. Cái bụng nó màu trắng.